Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật an lành bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè. Hôm nay trong phần Học Tiếng Anh cùng Vân Anh, chúng ta sẽ cùng học với nhau về những từ vựng trong nghề nail. Vân Anh chúc cho bạn có được sự may mắn và thành công trong nghề nail của mình. Và với những bạn cần hạn chế về ngôn ngữ và tiếng Anh thì chúng ta sẽ được cải thiện hơn khi mà chúng ta cùng học tiếng Anh với Vân Anh. Vân Anh mong rằng những bạn đang bị hạn chế về ngôn ngữ tiếng Anh, khi bạn học tiếng Anh cùng với Vân Anh thì tiếng Anh của bạn có thể được cải thiện để bạn có thể tự tin trong giao tiếp, để tăng thêm thu nhập cũng như là lấy được lòng tin, sự thiện cảm từ khách hàng của mình. Chúc cho bạn thành công trong nghề nail. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm nút đăng ký nếu bạn chưa đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo để theo dõi cùng học tiếng Anh với Vân Anh ha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu là những từ hay sử dụng trong nghề nail. Đầu tiên chúng ta sẽ học từ nail. Nail. Nail là móng, nói chung là móng tay, móng chân. Nhưng mà khi đi làm thì chúng ta sẽ phân biệt là móng tay, móng chân. Finger. Finger. Finger là ngón tay. Toe. 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 Ngón chân. Vậy móng tay là fingernail. Fingernail. Fingernail là móng tay. Toenail. Toenail. Toenail là móng chân. Big toe. Big toe. Big toe là ngón chân cái. Cuticle. Cuticle. Cuticle là biểu bì da. Ở đây Vân Anh thấy có một số cô chú lớn tuổi thì chúng ta đọc cái chữ cuticle này không có rõ lắm ha. Nó không phải là cuticle mà nó có chữ T ở chính giữa là cuticle. Cuticle. Hand. Hand. Hand là bàn tay. Ngược với bàn tay là leg. Leg. Leg là chân. Còn bàn chân, foot. 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 Một bàn chân. Feet. Feet. Feet là đôi chân. Manicure. Manicure. Manicure là chăm sóc bàn tay. Pedicure. Pedicure. Chúng ta lưu ý chữ pe ở đây là chữ pe, pe phở. Chúng ta phát âm bằng ngậm hai cái môi chúng ta lại nè. Ngậm nhẹ lại. Phát ra pe. Pedicure là chăm sóc bằng chân. Nail file. Nail file. Nail file là dũa móng. Nail polish. Nail polish. Nail polish là sơn móng.
Buff. Buff. Buff là làm láng móng. Shiny buff. Shiny buff. Shiny buff là làm bóng móng. Shiny có nghĩa là bóng. Foot massage. Foot massage. Foot massage. Massage chân. Hand massage. Hand massage. Hand massage là massage tay. Heel. Heel. Heel là gót chân. Cut down. Cut down. Cut down. Cắt ngắn xuống. Bây giờ chúng ta chuyển sang học các ngón tay trên một bàn tay ha. Thumb. 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 Ngón cái. Index. 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 Ngón trỏ. Needle. Needle. Needle là ngón giữa. Ring. Ring. Ring là ngón đeo nhẫn. Pinky. 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 Ngón út. Collars. Collars. Collars là vết da chai, vết da chết. Deskin. 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 Da chết. Thin. Thin. Thin là mỏng. Thick. Là dày. Gentle. Gentle. Gentle là làm nhẹ, dịu dàng. Đối ngược với gentle là hard. Hard. Hard là làm mạnh. Knee. 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 Đầu gối. Hurt. 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 Đau. Pretty. 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 Đẹp, dễ thương. Faucet. 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 Faucet là làm nguyên bộ mới. Giờ chúng ta chuyển sang phần các hóa chất trong làm nail. Tiếng Anh gọi là nail chemical. Nail chemical. Nail chemical. Acetone. A -se -tone. Acetone là chất mà làm tẩy móng, tẩy màu nước sơn, cũng như là chúng ta lấy ra bột dip và bột đắp. Alcohol. Alcohol. Alcohol là cồn. Colors remover. Colors remover.
colors remover là cái chất dung dịch chúng ta dùng để tẩy tế bào chết, da chết cũng như là vết chai ở gót chân. Cuticle softener. Cuticle softener. Cuticle softener là chất làm cho mềm da, mềm liễu bì. Soap. Soap. Soap là xà bông. Lotion. Lotion. Lotion là kem giữ ẩm. Chúng ta dùng lotion này để massage. Monomer liquid. Monomer liquid. Monomer liquid là chất lỏng mà chúng ta dùng để phối hợp với lại bột để chúng ta đắp bột. Natural powder. Natural powder. Natural powder là bột mà đắp lên nó ra màu tự nhiên. Clear powder. Clear powder. Clear powder là bột đắp lên có màu trong suốt. Base coat. Base coat. Base coat là lớp sơn nền. Top coat. Top coat. Top coat là lớp sơn phủ. Cuticle cream. Cuticle cream. Cuticle cream là kem làm mềm biểu bì. Cuticle oil. Cuticle oil. Cuticle oil là dầu dưỡng biểu bì. Bây giờ chúng ta học đến phần các dụng cụ làm nail. Nail tool. Nail tool. Nail tool. Cuticle nipper. Cuticle nipper. Cuticle nipper là kềm cắt da. Emery board. Emery board. Emery board là cái dũa giấy. Cuticle pusher. Cuticle pusher. Cuticle pusher là cây đẩy biểu bì da hay còn gọi là cây sủi. Nail brush. Nail brush. Nail brush là bàn chải móng. Nail clipper. Nail clipper. Nail clipper là cái kềm bấm móng. Nail drill. Nail drill. Nail drill là cái máy dũa. Nail drill bit. Nail drill bit. Nail drill bit là đầu dũa. Gel shaker. Gel shaker. Gel shaker là cái máy mà để lắc sơn gel lên cho nó đều cái màu sơn. Food file. Food file. Food file là cái dụng cụ để chà da chết, vết chai ở trên chân.
Hay là chúng ta chà colors thì chúng ta sẽ dùng cái food file này. Tip remover scissor. Tip remover scissors. Tip remover scissors là cái kéo để chúng ta cắt móng, móng giả đó ha. Khi mà chúng ta làm móng bột hay là móng dip mà chúng ta gắn thêm móng giả vào thì chúng ta cần phải cắt cái móng hai bên để tạo dáng móng, thì người ta dùng cái tip remover scissors. Sanding band. Sanding band. Sanding band là đai cắt nhám. Cái này chúng ta dùng cho cái đầu dũa khi mà dũa máy đó, để chúng ta làm sạch ở trên mặt móng, đi sạch mặt móng cũng như là tạo độ nhám nhẹ ở trên mặt móng trước khi chúng ta làm móng bột hay là làm móng díp. Orange wood stick. Orange wood stick. Orange wood stick là que gỗ cam. Cut in. Cut in. Cut in là bông gòn. Chúng ta hay gọi là cô tông, nhưng mà người Mỹ, cái cách nói của người Mỹ thì nó hơi ngọng, giống như một số video trước Ngân có nói là một số chữ phát âm của họ nó hơi ngộ nghĩnh so với lại một số quốc gia nói tiếng Anh khác. Nhưng mà vì là hiện nay Vân Anh đang sống ở Mỹ và Vân Anh đang nói tiếng Anh của Mỹ, cho nên là từ này gọi là từ cut in. Liquid container. Liquid container. Liquid container là cái hũ đựng nước dung dịch để đắp bột. Powder container. Powder container. Powder container là hũ đựng bột. Toe separator. Toe separator. Toe separator là cái chia ngón chân. Tức là khi mà chúng ta làm chân cho khách, chúng ta sơn móng chân, thì có một số khách cái ngón chân của họ nó khép, nó dính vào nhau, thì như vậy sẽ gây khó khăn trong quá trình chúng ta sơn. Thì chúng ta sẽ dùng cái chia ngón chân để các ngón chân nó tách rời ra, chúng ta dễ dàng sơn. Tip clipper. Tip clipper. Tip clipper là cái kềm cắt móng giả. Cleaning brush bit. Cleaning brush bit. Cleaning brush bit là đầu dũa dùng để phủi sạch bụi cho các cái đầu dũa khác. Hand rest pillow. Hand rest pillow. Hand rest pillow là cái gối để cho tay để lên cho nó đỡ mỏi. Napkin. Napkin. Napkin là khăn giấy. Towel. Towel. Towel là khăn lông. Pedicure liner. Pedicure liner. Pedicure liner là cái miếng nhựa, miếng ni lông á ha, chúng ta phủ lên trên cái bồn làm chân. Colors liner. Colors liner. Colors liner là cái miếng ni lông để chúng ta lót xuống khi mà chúng ta chà chân lấy vết chai, vết da chết của khách. Finger soaking bowl. Finger soaking bowl. Glove. Glove. Glove
là bao tay. Pumice stone. Pumice stone. Pumice stone là đó là miếng nhám để chúng ta chà chân cho khách. Pedicure stone. Pedicure stool. Pedicure stool là cái ghế ngồi để làm chân, tức là ghế này dành cho thợ. Pedicure chair. Pedicure chair. Pedicure chair là ghế làm chân dành cho khách ngồi. Painting brush. Painting brush. Painting brush là cái cọ vẽ. Cat's eye effect magnet. Cat's eye effect magnet. Cat's eye effect magnet là thỏi nam châm để chúng ta làm hiệu ứng khi chúng ta làm mắt mèo, sơn treo mắt mèo. Giờ chúng ta đến phần dịch vụ móng ha. Nail service. Nail service. Nail service, dịch vụ móng. Polish change. Polish change. Polish change, đổi nước sơn. Sugar scrub. Sugar scrub. Sugar scrub là đường để tẩy tế bào chết. Foot mask. Foot mask. Foot mask là mặt nạ dưỡng chân. Gel manicure. Gel manicure. Gel manicure là chăm sóc tay sơn bằng sơn gel. Regular manicure. Regular manicure. Regular manicure là chăm sóc tay mà sơn bằng nước sơn thường hoặc là không sơn gì cả. Gel pedicure. Gel pedicure. Gel pedicure là chăm sóc chân và sơn móng bằng nước sơn gel. Regular pedicure. Regular pedicure. Regular pedicure là chăm sóc móng chân và sơn nước sơn thường hoặc là không sơn gì cả. Color. Color. Color là màu, ở đây nói là màu sơn. Bây giờ chúng ta chuyển qua nói về nail art. Nail art. Nail art là móng nghệ thuật. Design. Design. Design là trang trí móng. Flower. Flower. Flower là hoa. Rhinestone. Rhinestone. Rhinestone là hạt đá kim cương. Glitter. Glitter. Glitter là kim tuyến, đính kim tuyến. Strass. Strass. Strass là gắn đá vào móng tay. Stripe. Stripe. Stripe là móng vẽ lằn sọc.
Bow. Bow. Bow là móng trang trí, cái nơ lên gọi là móng nơ. Và bây giờ chúng ta đến với phần nail shape. Nail shape. Nail shape là hình dáng móng. Square. Square. Square là móng vuông. Round. Round. Round là móng bầu, móng tròn. Oval. Oval. Oval là móng hình bầu dục. Almond. Almond. Almond là móng hình hạt hạnh nhân, có nghĩa là nó bầu và nhọn ở phía trên. Coffin. Coffin. Coffin là móng mà nó hai cạnh, ở hai bên cạnh móng đó nó tóm lại và ở đầu móng thì nó phẳng, hay còn gọi là móng hình thang. Stiletto. Stiletto. Stiletto là móng hình mũi tên, tức là nó nhọn ở trên đầu móng và nó dài ra thì gọi là stiletto. Square with round corners. Square with round corners. Square with round corners là móng vuông và bo ở hai cạnh đầu móng. Lipstick. Lip stick. Lipstick là cái móng mà nó giống như là móng vuông vậy, nhưng mà nó vát ở một bên, nhìn nó giống như là cây son thì gọi là móng lipstick. Và để làm được những cái móng nghệ thuật như vậy thì chúng ta đòi hỏi cũng có những cái dụng cụ để làm cho những móng nghệ thuật đó. Thì chúng ta có nail tip. Nail tip. Nail tip là móng giả. Airbrush gun. Airbrush gun. Airbrush gun là cái bơm sơn màu, nó sẽ sơn một cái lớp rất là mỏng, nó rất là mịn ở trên móng tay của khách hàng. Đây là một kỹ thuật sơn mà Vân Anh rất là thích. Nail form. Nail form. Nail form. Đây là một cái mẫu bằng giấy, người ta sẽ đặt ở trên đầu móng tay và chúng ta sẽ đắp bột ở trên đó để tạo hình cái móng, từ một cái móng ngắn tạo thành móng dài. Dotting pen. Dotting pen. Dotting pen là cái bút chấm bi. Mình dùng cái đầu chấm chấm những cái hình tròn nhỏ nhỏ đó ha, để chúng ta làm chấm bi hay là chúng ta vẽ những cái hoa nhỏ. Liner brush. Liner brush. Liner brush. Cọ râu. Foil sticker. Foil sticker. Foil sticker là giấy dán trang trí móng. Như vậy là Vân Anh đã cùng bạn học tiếng Anh những từ vựng thường hay sử dụng ở trong nghề nail. Vân Anh hy vọng là bạn đã có được một bài học bổ ích hôm nay cho phần tiếng Anh của mình, để bạn có thể hạn chế được sự thiếu tự tin trong giao tiếp của mình ha. Chúng ta có thể nâng cao được khả năng giao tiếp trong nghề nail để chúng ta có được niềm tin yêu của khách hàng dành cho chúng ta và chúng ta thành công hơn nữa trong nghề nail của mình. Vân Anh chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.